Ngay vừa rồi, Thiên Cơ Tử thông qua thần toán thuật, tính ra điểm báo mình sắp có một hồi đại hung. Thiên Cơ Tử, ngươi tính đi, ta tưởng ngươi không đến tìm ta. Lâm Phong, không phải do ta sợ bị người khác nhìn thấy sao? Đúng vậy, ta không muốn bị chú ý. Phải cẩn thận. Đúng rồi, Thiên Cơ Tử, ngươi mở đại hội mời nhiều người như vậy, đến để làm gì? Lý do ta mời mọi người đến đây là vì... Bần đạo cảm tạ chư vị đạo hữu đến tham dự hội nghị lần cùng này, cùng nhau thương thảo làm sao đối phó ma tộc cùng ma giới chi tử, bảo vệ quê hương, không bị ngoại tộc xâm lược. Thiên Cơ Tử đạo hữu, nếu ngươi là lựa chọn của ba vị tiên vương, lại là hy vọng tương lai của chư thiên vạn giới, tất cả chúng ta đều tin ngươi. Ngươi nói làm gì? Chúng ta làm đó. Phải, chúng ta đều tin tưởng Thiên Cơ Tử đạo hữu có thể dẫn dắt mọi người. Đuổi lũ ma tộc đi, bảo vệ quê hương, đuổi lũ ma tộc đi. Cảm ơn chư vị tin tưởng. Ta không dám đảm bảo nhất định có thể ngăn cản bước chân nhưng của ma ta có thể hứa với chư vị. Ma tộc muốn xâm lấn chư thiên vạn giới, chúng phải bước qua xác Thiên Cơ Tử ta. Chỉ cần ta còn sống một ngày, tuyệt đối không cho phép đại quân ma tộc bước vào chư thiên vạn giới một bước. Ủng hộ Thiên Cơ Tử đạo hữu, tiêu diệt ma tộc, chư thiên vạn giới tương lai thái bình. Cuối cùng cũng đến. Ha ha ha, trận pháp phòng ngự thượng cổ cũng chỉ như thế thôi, sao có thể làm khó ta được? Ba người các ngươi lại dám chủ động đến Thái Sơ Thánh Địa của ta, chẳng lẽ ngại sống lâu? Muốn chết sao? Ha ha ha, muốn chết, lão già Thái Sơ, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, chúng ta không thể bắt ngươi, mục tiêu của chúng ta không phải là ngươi. Muốn làm loạn thì phải xem ta có đồng ý không. Linh Hư, Giao Trì, ra đây hỗ trợ. Trận pháp phòng ngự thượng cổ không gì hơn cái này, phá cho bổn ma vương. Thánh địa Thái Sơ, không phải nơi ma tộc các ngươi nên tới. Ra khỏi đây tiến lên, thiên ngoại thiên nhất chiến. Như ngươi muốn. Mặc Hạc, lui ra đi. Có ba chúng ta ở các đây, các ngươi không thể làm được gì đâu. Trở về, chờ ma giới chi tử ra đời. Đến lúc đó tiên ma lưỡng giới sẽ quyết một trận tử chiến. Lần này chúng ta đến, dù phải trả giá thế nào, phải giết đến cùng, dọn sạch chướng ngại vật cho sự ra đời của ma tử đại nhân, dọn đường ma tộc xưng bá chư thiên vạn giới. Đã vậy thì chiến đi. U Diễm, Ám Đồng, không thể kéo dài toàn lực ra tay, hiểu rồi. Linh Hư, Giao Chỉ, toàn lực tuyệt đối không thể cho ma tộc cơ hội thương tổn Thiên Cơ Tử. Đó là hy vọng duy nhất của chư thiên vạn giới chúng ta. Vâng, Thái Sơ tiền bối. Các chiến binh, đã đến lúc các ngươi phải hành động. Các ngươi sẽ trở thành công thần chân chính của ma tộc. Chờ ma tử đại nhân ra đời, các ngươi sẽ có mọi thứ mình muốn. Vừa dứt lời, mấy vị thanh niên thiên kiêu đột nhiên bạo khởi, không nói một lời, đồng thời tấn công Thiên Cơ Tử. Mặc Hà, chỉ dựa vào những nội gián của ngươi, chỉ phí công mà thôi. Vậy sao? Ta đã nói, dù phải trả giá thế nào, Thiên Cơ Tử đều phải chết. Thái Sơ tiền bối, ta không yên tâm về sự an toàn của ta xuống trước. Mang Thiên Cơ Tử rời khỏi đây. Đi đi. Đây là điểm báo nguy hiểm, làm sao có thể là hắn? Không thể nào, không thể nào. Linh Hư Sư Tôn chính là một trong tam đại tiên vương, là nhân vật trung tâm nhất của nhân loại, không thể là ma tộc. Nhưng dự cảm của mình tuyệt đối không sai. Thiên Cơ Tử yên tâm, ta ở đây ma tộc không thể bắt ngươi. Linh Hư Sư Tôn tại sao phải làm như vậy? Thiên Cơ Tử, ngươi đang nói gì ta vậy? Ta không hiểu. Linh Hư Sư Tôn, ta luôn tôn trọng ngài, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới ngài sẽ đầu nhập ma tộc. Ngươi phát hiện ra khi nào? Vừa đây thôi. Thiên Cơ Tử, trí tuệ của ngươi là cao nhất mà ta từng thấy. Đáng tiếc biết quá muộn. Nói xong liền nhấc tay phải khoác lên vai Thiên Cơ Tử, phong bế toàn thân. Toàn bộ quá trình được hoàn thành trong tích tắc. Một vị tiên vương cảnh cường giả ở khoảng cách gần như vậy, muốn tấn công một tiên tôn, thật đơn giản. Linh hồn vô chủ là thứ chỉ xuất hiện sau khi chết. Trên đỉnh đầu Thiên Cơ Tử xuất hiện linh hồn vô chủ. Anh ta chết rồi, không thể nào. Vừa rồi Thiên Cơ Tử còn sống rất tốt, sao lại đột nhiên chết? Chẳng lẽ Linh Hư tiên sinh đầu nhập về phía ma tộc? Linh Hư, ngươi phản bội. Sao lại đánh lén ta? Thái Sơ tiền bối, Thiên Cơ Tử đã chết rồi, chư thiên vạn giới không còn tương lai, nhận thua đi, ma tộc sẽ để lại trong đừng cố gắng vô ích nữa.
Lão già Thái Sơ, ta đã nói rồi, dù phải trả giá thế nào, Thiên Cơ Tử đều phải chết. Thế nào rồi? Mặc Hà ta không còn nói sai chứ. Nếu Thiên Cơ Tử không xuất hiện, Linh Hư cũng sẽ không bại lộ sớm như vậy. Giờ Thiên Cơ Tử đã chết. Các ngươi lấy cái gì để đối phó với Ma Tử Đại Nhân? Linh Hư, sao ngươi lại làm thế? Linh Hư, ngươi nói đi. Ngươi có khổ tâm sao? Thái Sơ tiền bối, Giao Chỉ, đừng trách ta. Chỉ có đầu nhập vào ma tộc mới có thể sống sót. Chỉ để sống. Ngươi đã chọn phản bội nhân tộc, phản bội chư thiên vạn giới. Linh Hư, ngươi làm ta thất vọng quá. Linh Hư, sao ngươi lại biến thành như đây vậy? Đây đâu phải Linh Hư mà ta biết. Giao Chỉ thực xin lỗi. Tốt lắm. Linh Hư, ngươi muốn ta sống. Ta sẽ giết ngươi trước. Đây là kết cục của việc phản bội nhân tộc. Lão gì Thái Sơ, Thiên Cơ Tử đã chết rồi. Hy vọng của chư thiên vạn giới các ngươi tan biến rồi. Ta khuyên rồi. Ngươi đừng có mê muội nữa. Nếu không đừng trách chúng ta hợp lực giết người. Vậy thì phải xem các người có thực lực hay không. Đã vậy thì không có gì để nói. Mặc Hà, có lão phu ở đây. Đừng hòng động Thái Sơ tiền bối. Mọi người đã có mặt đông đủ, sao lại thiếu ta được? Yêu Vương Long Vương, ngươi chắc là muốn tham gia chứ? Chúng ta mà không tham gia nữa, đợi đến khi tiên giới chiến bại, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên yêu tộc. Đến lúc đó ai có thể ngăn cản? Chúng ta sẽ không cho ma tộc cơ hội tiêu diệt từng bên một. Tốt lắm, Phượng Trần, Ngao Quả. Đây là những gì các người muốn. Chờ Ma Tử Đại Nhân ra các đời. Các người có một người tính tất người. Cả phải chết. Chết hết đi. Lão già Thái Sơ, người điên rồi. Không ngờ lại thiêu đốt sinh mệnh lực. Chúng ta không chơi với người nữa. Thái Sơ tiền bối, không sao chứ. Cố gắng gượng. Tại sao lại như vậy? Chúng ta chư thiên vạn giới còn phải dựa vào ngươi. Đúng vậy, Thái Sơ xuất tiền ngươi là trụ cột của chư thiên vạn giới chúng ta. Đừng để xảy ra chuyện gì. Mọi người yên tâm, ta vẫn chưa chết. Ma tộc muốn xâm lấn chư thiên vạn giới, trở thành chúa tể chư thiên vạn giới. Phải hỏi xem lão già này có đồng ý không? Thái Sơ tiền bối, Thiên Cơ Tử đã chết. Chúng ta tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mọi người cũng không cần cảm thấy tuyệt vọng. Chư thiên vạn giới hoàn, không đến mức cùng đường. Khoảng cách ma giới chi tử sinh ra còn ta sớm. Sẽ tận dụng thời gian này tìm kiếm hy vọng mới cho chư thiên vạn giới. Thái Sơ tiền bối, thật sự còn có hy vọng sao? Chư thiên vạn giới sẽ không dễ dàng rơi vào tay ma tộc tin như vậy. Tin ta đi. Ta tin tiền bối. Ta cũng tin tưởng Thái Sơ tiền bối.